nhảy 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 đúng rồi. Hơi sóng đi vẫn câu được. Phải xốp lên. Mùa này cho nó bây giờ đánh lăng xê khó nhai lắm. Đấy, mỗi hôm được 2-3 con chả muốn đánh. Hôm nay mà bây giờ nó thả hai khoảng tầm 1 tấn cá xuống em ạ. Thì mới gọi là có hàng. Mang hai quần đi thả thính xong rồi thay à? Tranh thủ xuống lúc buổi trưa. Chim à? Có chim đâu giật. Xiên cả con với. Xiên cả con giun vào. Xiên ngang người con giun này. Hôm qua hai thằng đi như này, lần sau em lấy ít giun làm cái cần câu tôm ấy. Xịa. Một thằng câu tôm thì cá tôm đây to lắm. Bằng ngón tay cái. Một lưỡi đấy to không có được tôm. Lưỡi đấy của anh, lưỡi buộc lăng xê vẫn to, lưỡi một cơ. Hôm trước anh xuống cũng vứt túi vứt ở trên bờ, hôm nay xuống cũng túi vứt trên bờ. Hôm nay còn chưa thấy con cá hồ nào quậy. Từ lúc anh xuống đến giờ. Cá thưa quá. Thông báo ngày mai bão, hôm nay giờ rời. Hôm nay ngồi câu trong mép này thì đi có ăn một mặt đến tối may ra có hàng. Chim đây. Chim đẹp thế. Thế mà không bảo gì à? Vãi cả đái luôn. Cần 2 đốt 3 đốt ngoài lăng xê làm thúng cả thùng.
Ngồi từ mấy giờ anh? Vừa xuống á. Vào trong nữa. Vào trong nữa sao phao nó ngỏng cao thế? Ngồi chứ. Hôm đi mấy anh câu thích hẳn nhỉ. Hai thằng mua mỗi bánh mì thôi à?